chiến tranh đã lùi xa. Thế nhưng, những vết thương thể chất và tinh thần vẫn còn hằn trên thân thể của những người thương binh và gia đình của những liệt sĩ. Những đau thương mất mát do chiến tranh để lại cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng cao cả, đã có hàng vạn người con ưu tú của đất Việt hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và tái thiết đất nước. Nhằm thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức chương trình tọa đàm trực tiếp nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 với chủ đề Mệnh lệnh từ trái tim. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ 5 phút ngày 28 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và trực tiếp trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả đón xem.